Hải ơi, KC out everywhere. Nói ngoài nghe. Anh lớn anh láo, em quỷ anh luôn. Được chưa? Ha? Ra đường chơi là phải nét. Được chưa? Chơi thì sao chứng đáng làm anh. Anh lớn anh láo, em quỷ anh luôn. Ok. Ok nhá. Cái áo này là cái áo sơ mi tôi may chung với anh Khoa, tôi may một cái màu xanh. Ông này may thì không hiểu sao hôm đấy chọn một cái màu trắng. Đấy. Cũng có cho cái tôi có sơ mi của Hoa Hoài y hệt như này, hôm đấy bọn tôi đi may vest chung mà. Đấy không tự nhiên hai anh em bảo là đi phải bây giờ may kiểu quả sơ mi hai con báo. Ông anh tôi rủ tôi cũng may được luôn. Chưa hay lắm đâu. Anh mặc đê á. Bên phòng bên kia. Ôi lấy ra ở bữa lười lắm, còn nóng nữa thề đòn. Lười lắm. Ảnh đéo chiều fan. Đi mặn chả lẽ đi qua lấy luôn giờ kêu đéo chiều fan. Thế đợi tôi một tí. Lại kêu không chiều fan. Lại không chiều fan, thế đợi tí. Mặn chẳng để qua lấy. Tất cả bọn mày thì đầy lên nha. Get đi, haters tao coi như bestie. Ta đã không thèm quan tâm đến bọn mày, ta đã vào vai lao công để dọn mày. Ta vẫn cứ sống như thế như mọi ngày, ta chỉ muốn có thời gian đi chọn giày. Muốn lại gì cũng có nhà còn đầy, phải cố thác. Từ phải chọn các bài nhạc như nào nhỉ? Từ nhạc như nào nó gọi là báo nhỉ các bạn ạ? Đợi tí như nào mới gọi là báo các bạn? À từ phải đeo cái đồng hồ vào nữa, giống anh Khoa nữa đúng không? Anh Khoa là phải đeo cái đồng hồ nữa đúng không? Đợi tí, anh Khoa là phải đeo thêm cái đồng hồ nữa đúng không? Đợi tí đeo cái đồng hồ vào đã, cho nó giống đây combo của anh Khoa. Khoa của mọi người đấy đúng không? À như này từ nhạc như nào nhở? Nhạc như nào các tình yêu nhở? Từ đợi tí nhá. Từ đợi tí. Bật. Nhạc giang hồ Vinahow. Non stop đá thủ. Bố mày là ai pha bố ta không á? Thích kế làm tí công nghệ pha nhá, không phải rén. Anh em nào hiểu chưa? Uy tín thì làm xét. Nét làm từ Innova, hiểu chưa? Sao? Không làm ví dụ mà mặc mấy kiểu này phải làm mấy cái bài như kiểu à. Đây. Phải làm từ anh Phú Lê ngay. Làm từ anh Phú Lê ngay. Lom dom bước. Cổ trước sướng sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ tất thế trên cuộc đời, người ta mang mình ra phải bút nữa đánh rẻ bán. Khi gian nan mới biết ai là bạn. Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi. Như thế hả các bạn? Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai. Nói nghe này bạn ơi, tôi xin cảm ơn bạn. Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. Được chưa các tình yêu. Làm tí gọn nhầm, như nào nhầm? Làm tí nhạc gọi là Vinahow đúng không? Đẹp trai như tổng tài thời Yến. Anh Khoa ngày xưa ở Cao Lãnh anh hay làm đây này. Anh hay trà gọi như là có cái chị sụt chua gì đấy, anh trà đây này.
Sao sao? Anh Khoa là phải như thế đúng không? Anh Khoa là phải như thế đúng không? Là các tình yêu. À các tình yêu. Cái gì cơ? Xem Nemo anh Khoa á? Cái gì? Đâu rồi ta? Cái nhạc cái là đụng á, tụi mày bệnh liền. Đâu rồi ta? Đụng má nhạc nó mất tiêu rồi. Ở đây. Anh nghe. Hả? Mày nói với bà. Cái gì? Góp được thì góp. Còn đủ má bị góp tàu lao á thì ngày mai mới dẹp tiệm đi ha. Cái gì? Năm cho anh em qua cả tư sở à? Ô làm tí ở đây mang nhiều đao nhiều mã tấu các kiểu à nhá. Đến là đòn nhá. Đây chưa biết sợ nào đâu. Nhá 29 Hà Nội này. Thằng nào cũng phải bước sang nào. Hiểu chưa? Mấy tụi em mới đi gom tiền cho Khoa. Gọi hết đồ ở đây nhá. Cài cái đúc áo này. Ok luôn. Trước cờ thằng này chưa sợ con vợ nào dưới ngã tư sở hết. Hiểu chưa? Bước qua đây. Để tôi chơi thêm cái nón nó mới giống cậu. Mà giống mày lớn. Nón. Ôi hơn quá con áo em xin. Anh Long dê. Đi bên mặt nóng quá luôn nè. Nói câu đạo lý đi A Khoa. Đâu xem giang hồ miền Tây nó như nào. Lúc có tiền hô mưa gọi gió. Lúc không tiền chó đúng đéo nhìn. Nói chị anh em mày hiểu không? À lúc thế có anh có tiền thì điệp mà đúng. Tiếng Anh hay tiếng Anh. Lúc hết tiền. Hả? Dạ sơ. Mày ám lúc mà phất lên gọi em phát trăm anh em có. Lúc xa cơ hoạn nọ hôm có chả còn ai. Nếu có thì mình phải chơi nhạc báo. Mua xe hoa lạc. Không, chơi nhạc báo. Ui dạ. Mà ngang em chỉ ký có vui vẫn vui cùng nhau. Em nhớ hồi đó em mà ngang em chỉ ký đời tôi vẫn bên bạn. Bài chiêu dâu mấy ông phải thua cả mấy quả này nhỉ? Có tình được quá tưởng là có tiền mới mua được quà chơi. Nghèo khó gắn bó đi lên phải đi cùng nhau nghe các bạn. Bước sống cho dẫu có khó khăn vẫn luôn kề vai quyết không hài lòng. Trên có quan công ông luôn chiếu soi tâm lòng ta. Có tiền ta sẽ mua được cuộc chơi. Đi phải nóng quá luôn. Nóng quá luôn. Không
không những ấy tao còn hát được đủ mấy nhạc Hồng Kông luôn. Ý vậy? Nhạc Hồng Kông. Đủ má làm giang hồ nóng quá anh Khoai, đủ má nóng quá trời luôn. Anh đâu? Giang hồ nhím vào va đâu, giang hồ nhím đâu. Bật phun lên cam xem nào, xem giang hồ như nào nào anh. Lô nghe bảo ông anh Linh ở bên đây là Thành trước anh em rồi, giờ định làm tí công nghệ va, gọi hết anh em ra đây mang đồ theo đi nhá. Cái gì đây, giang hồ thì đeo kính không vậy? Giang hồ uống cốc không. Mẹ đâu mà có quả hình xăm ở vú á, trông chuẩn. Mình chưa có tí mực cả, trông không rộng lắm. Tôi đeo kính đen các bạn ạ. Em chưa mặt cười, ngủ ác. Làm tí lắc bạc mà, à, có lắc bạc luôn. Lắc các bạn, bờ linh luôn. Mày lên hết VTV. Địt mạng của mày đang hẹn đánh nhau rồi anh em ơi. Địt mạng vã ở lâu thật. Hở thêm cái cúc áo mới đang hẹn đánh nhau mày. Đến mạng như nào chứ. Alo. Ra gì đấy? Ôi, qua ơi, Đến mạng em Hoàng ơi. Đến mạng có mấy đang hẹn anh này. À, có chó đúng không anh ơi? Thằng Hào động của anh, bước có sắc em. Đến mạng bỏ đến lâu lắm, Đến mạng trông Đến mạng máu lắm. Tình chuẩn bị chiến rồi này. Ok, 20 phút rồi em rồi. Tình nghĩa anh em chắc bền lâu, không còn nào bỏ mạng hết. Lên đường các anh em. Được rồi, anh em đâu rồi. Hai người lộn giang hồ. Địt mạng xấu quá. Cầm kiếm.
Nó đủ giang hồ rồi, có buổi chưa? Có buổi ơi. Thôi thế nó ra, không làm giang hồ nữa đâu. Mày làm người bình thường đây. Thế thôi. Alo. Có bài anh Hương không bao giờ đua nữa. Thằng em mặc như này nhá. Đi về mặc tì á. Ủa vã anh Ly. Quả cũng được chứ. Anh em làm cái concept gọi như là mặc một vest ở ngoài, ở trong mặc kiểu hơi báo báo tí. Giờ nghe anh nè, anh bảo là anh đẹp, anh mặc quần tây đẹp bà. Chỉ cần mặc sơ mi thôi, không cần không. Anh mặc áo sơ mi nhá, quần tây, quần vải nha, báo vô quần. Xong là một là em mang dép hơi mệt, hai là em mang cái sục. Dép hơi mệt. Quái luôn. Ủa, em có sục lông luôn không, nhưng mà cái đấy bây giờ em đi tề quá. Thì phải quắt phải luôn, anh thề. Ui, nhìn mấy cái sục lông của em không, em đưa nhìn đi nhá. Ba lì. Gái mà đợt gala năm đầu ấy, đúng rồi, cái đấy em đi đéo đẹp, cái đấy em đi trông lùn lắm. Anh phải đi cái đấy, thì phải nhím đi, cái đấy hôm đấy chả đẹp phải rồi, cái đấy còn bị rộng một size cơ. Ông nhím hợp ấy, nhím mày hợp, nhím chân hợp. Nhím dài, nhím mà đi sụp lông được. Em đi sụp lông ngu lắm. Ngồi, trông nó tua tủa đằng sau ấy. Còn không thì mang dép hơi mệt cũng được. Thôi anh em đi mà thay thử lên cam nhìn thử coi, tao nghĩ đẹp. Cái gì cơ? Thay cái đồ đấy, tao nghĩ đẹp mà, quần vải nhá. Đây, quần ta đi thay. Quần dài là quần dài cái gì? Quần vải. Quần vải, quần tay á. Đây, điệp mà để tao đi thay chút tao cho mày xem nhá, để tao tí. Đi thay cái quần Âu vào gì? Ừ, đẹp, anh nói đẹp là đẹp. Quần Âu chứ gì? Quần Âu. Quần Âu, không phải quần vải, đấy là kaki. Mày nói tí, điệp mà tao bảo đẹp là đẹp. Hình dung ra rồi. Giang hồ gì đây là tú bà mà nó đâu nữa. Cái gì vậy, chơi Sài Gòn mà áo đây là mà chết ngút à. KC đi anh nhìn lỏ quá. Oh man, shit man. Cái này ở công ty mà đúng không? Chứ không phải ở đấy mà đúng không? Ở công ty mà đúng không? Tại tôi là bạc ngô chè. Cũng thấy ghê lắm mấy. Sao ăn như là hả? Cái gì đấy? Thấy ghê lắm luôn á ba. Trời ơi. Nhìn y như, trời ơi, thấy ghê lắm luôn á. Ra đây. Không xíu gì gọi là đi cái áo nó không hợp lắm. Sao lại mặc áo đi all night? Trời đất ơi, what the fuck. Ừ, sợ quá. Cái gì vậy? Nhìn giống đi học quá anh em nhờ. Trông thư sinh như vậy. Nhìn ra giống đi học quá. Trông đi ra trường vậy. Mà nhìn trông giống mà đi học quá. Không áo. Cái áo cho ngoài hộp được không? Áo tay tay, trời ơi. Đâu có, áo này hôm bữa giờ được tặng mà chưa mặc, hay mặc thử. Sao nó thúi? Thúi là tại đồ nó để chung đồ của vợ tao, dù vợ tao không giặt rồi. Ừ. Quần Âu thì có từ áo sơ mi mà còn gì không ta? Đeo. Tập tính ra. Tổng tài chưa? Đây, tổng tài chưa? Đâu, sai bằng. Đâu? Nghe đủ giang hồ rồi anh Quang. Tất phải đi sụp nhá. Đẹp mẹ em. Đâu mày cởi áo khoác ra coi. Tủ quá này, có áo gì anh tao này, để tao hôm đấy tao mặc như mày. Áo này rộng quá. Cởi gáy ra đẹp. Đi con mẹ.
mãi lâu. Cái gì anh? Áo đẹp, áo đẹp. Nãy cởi ra đi mà trong nỉ hơn nè, trong tưởng đụng 24 carat không có chứ nhờ. Em á? Ờ. Đâu nè mà áo, áo nó bị to, áo nó bị to, áo nó bị to. Áo lại, bóp lại. Cổ tay hơi rộng. Cổ tay rộng bóp lại. Có chỗ bóp phải, không phải phải đi, phải đi cúp cúp link lại cơ anh ạ. À. Ừ, có chỗ bóp đồ hiệu ấy bóp lại được. Không được các bạn. Đây đây đây, em phải đi đi tiếp đôi sụp của em đây này. Này đi độ. Ui, để tủ mãi mẹ, lông một đen mẹ rồi, mãi lìn được kinh không? Đầu là nhà đi cân mẹ à. Trong giống thảo gà thì cái chứ. Giống cá trong đít cỏ. Hôm nay mà nhím điêu này đẹp, hôm nay nhím thử rồi. Mấy năm trước rồi. Đâu, 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 đâu. Nhím điêu sụp cá hột chất. Cam đít cỏ, cam đít cỏ, xem cho nó đi lay nào. Ủa có hộp giấy ngay bên cạnh kìa, chắc là làm gì chứ. Đúng không? Đẹp mà chắc lâu lâu là cũng sụp sụp á. Sao có hộp giấy ngay bên cạnh cái kia? Có sụp không nhím? Đẹp mà chắc sụp xong rồi bắn lên cam hay sao chứ. Đẹp mà. Trong cái cam bẩn quá luôn thề. Đâu do à, cái chỗ đấy có cái đèn đánh trước rồi, có cái đèn spotlight đó. Ui. Tắt lưng vô, tắt lưng vô. Đẹp mà. Quay ông thầy mà mặc như này không biết ông thầy như nào nhờ. Uầy, thầy ơi. Mặc cái đéo nào được. Lên cam với thầy. Thầy cho bà con lên cam phát rồi thầy. Thầy ô nếp có bụng mặc kiểu vậy sao được. Vẫn là ok la nhất. Thầy có bụng. Thầy có bụng thầy mặc như này. Thầy thử đánh quả sơ mi lên con xem thầy. Đúng rồi thầy, quả sơ mi con xem thầy. Xong rồi thầy làm tí kính dâm dâm vào. Làm tí kính dâm dâm à? Trông béo lắm. Bánh hai cúc của thầy. Ông béo. Trời ơi. Cái tầm này thầy ơi. Trời ơi. Năm sau chắc tao mặc sơ mi đấy. Thế năm sau. Đây nè, con chứ đẹp mày có bụng đấy. Có bụng vậy đấy, con mặc. Đúng. Con bụng mày bụng to luôn này, cho thầy xem mà. To luôn ấy. Bụng to luôn này, rút ra bụng này. Đấy, bụng ngon này đấy. Được chưa? Ok thầy, ok thầy. Ok thầy luôn. Ok. Hết sẽ hút đi. Bắt tao mà hút đi thôi. Mặc thì đéo được sơ mi chúng mày đâu. Mẹo vãi lồn ra. Thế bọn con bảo mày mặc sơ mi mà thầy đùa bọn con đợi nãy giờ rồi. Thầy đứng dậy ôi xem lại. Đâu mày béo. Không béo. Tao mặc bình thường thôi hả? Không béo. Mày mặc hút đi thôi. Mặc đi mà. Béo, đéo mặc được sơ mi đâu. Được rồi chứ. Ôi. Được anh rồi. Tại sao gì thế anh ạ? Phải mặc sơ mi hoa quả, đi ăn là quả dứa là chủ đạo. Đít mẹ không? Nếu em mặc đít mẹ mày eo vì đi ó. Quê nó lồn thề. Anh em chốt 24 mặc như này anh nhá. Ôi, nếu 24 là phải đóng cả cây vét. Anh em đi mặc hoa quả cho vui. Ăn múa đâu đấy, ăn múa đâu đấy. Anh mua đâu bọn em mua chung rồi. Áo này ngày xưa thì mẹ chị Miu mua để đi biển mấy năm trước. Cái này là cùng bộ với cả đi mẹ cái bộ bộ con báo hồng ngày xưa nhớ không? Nhớ nè. Lâu vãi cứt rồi. Ui, anh đội phải đi quả dép như này anh đội. Như này anh ạ. Đấy nó mới style. Quá cả Miu ạ. Coi này nó đi mấy lắm rồi đấy cả. Đâu em đi 5 gara đầu em để cùng. Cái đấy là cái xúc đấy là phải có thêm cả đi cái quả cắp đách nữa. Quả bí cắp đách nữa. Đấy, nó mới gọi là thời trang phong cách. Không. Đi thay áo đây. Đi mà đôi này mà như thằng bồ dẫm cứt thì phải vãi cả đái. Uầy, còn không anh đi đôi này cũng được anh ơi. À, đây. Nhìn anh nhìn em giống lái xe không? À. Quay đi đôi này đi bạt đi đúng không anh? Lên một thầy. Đi đôi này đi bạt đi đúng không anh? Ơi. Thôi đi tay đồ đấy. Mà hôm nay nóng quá mà. Ôi đang đẹp trai mới đang hát bài đéo gì thì bạt đi. Ôi đang đẹp trai mới thằng phải hát bài. Lại chưa gì đi thay đồ rồi. Anh phải hát bài cơ. Ủa thế em nhím cứ hát trước đi. Anh thì đơn giản chứ không có gì đâu.
giỏi đam mê ca nhạc thế. Ôi giời, anh dạo lại yêu nghệ thuật quá. Mày trông anh như ca sĩ thế này. Phải làm anh không hát thì lỗi với cả thời trang. Sang năm em lại debut một bài mới nha anh nhá. Vãi cả lìn bài gì ấy thầy. Thầy đang sáng tác rồi đấy à? Viết được một chút lyric rồi. Ui, thầy viết luôn á? Về năm mới luôn anh ạ. Có mẹ thị trường âm nhạc sắp chết rồi. Đâu rồi? Em viết chiêu chiêu với bạn kích chat thôi. Đâu đâu, thầy debut đây, thầy debut đây. Ồ kìa. Hôm qua thầy vừa bảo thầy ra nhạc mà, thầy cho con hai câu trước cái này. Không. Hai câu. Để xong đã. Nhạc nhéo chưa có, chưa ghép nữa. Mà chủ đề là về gì hả thầy, bọn con tò mò. À, đầu năm mới. Ui, anh Quang ơi. Anh liên hệ nghìn chín đi, để thầy làm cái show. Thầy làm cái show. Thôi làm show, thầy lên hát nhá, hát hai bài. Cho xin cái báo giá đi, cho xin cái code đi. Bao tiền bài rồi? Bao tiền đó? 50 kéo. Hát giúp bạn hai bài. Đi bảo đã cố phá đảo nốt cái slap ớt đã, đi bảo dài quá, chơi mãi được 50%, sợ thật. Anh chơi hai hôm anh phải nghỉ. Em cuốn luôn đây ạ. Ủa thế cơ à? Anh nhớ, anh bảo kể là nội dung đi. Anh bảo kể là nội dung đi. Như thế nào nhỉ? Đến đâu rồi nhỉ? Như thế nào? Cái gì? Đúng không anh? Thằng lồn này người Nam Mách chỉ đó là người trái đất. Anh Độ đẹp nhất, anh Độ phải làm bài này. Đẹp luôn. Chưa rồi thấy Độ mặc sơ mi luôn đấy. Thật, lần đầu tiên đấy. Ui đi, sơ mi của anh lại còn hở ti luôn nhá thầy nhá. Nhìn nhá, nhìn nào. Mà trông hấp dẫn vãi lồn. Đấy, này nhá, để anh lại đi bạn buông lời ra cho nhím xem nhá. Đấy, đẹp vậy, buông lời nhá. Đồ Hawaii, đồ Hawaii. Trốn luôn rồi đấy kìa. Đi bạn gáo này giờ anh mặc chật vãi lồn rồi. Có hiểu. Thầy làm bài cứu tôi chừng đi thầy. Ok anh. Thầy. Ok à, mẹ lâu lắm mới được nghe thầy hát đéo đâu. Thèm nghe quá. Sáng qua vừa hát mấy bài rồi. Trời ơi, hát bây giờ mọi người mới nghe được. Còn thầy hát cho anh em cũng được. Đúng rồi, thề các thầy quý view hơn bọn em. Anh em sương máu. Chúng mày mọi người hát một bài trước đi, sau tao. Ok á. Thầy chơi nhau, thầy cứ sợ anh em lừa nhỉ. Anh em cứ lừa thầy, lừa đéo đâu. Lừa đâu thầy. Có toàn lừa có em thôi. Lừa đâu. Không hề lừa luôn. Em lừa thầy thì thầy kể ra một cái thôi mà. Cái gì? Thầy kể thử một lần em lừa thầy đi. Lừa. Thầy có đọc Tam Quốc không? Thầy biết Tào Tháo không? Làm sao có được. Không biết. Thầy đọc đến cái chương mà Tào Tháo ngồi uống rượu với cả các quan võ, xong rồi bảo các quan võ hát, xong rồi mẹ các quan võ mẹ quên mẹ rồi, xin lỗi nha. Thì tôi hát bạn hát nhá. Ok rồi. Bôi. Là chim lên quay. Điệt mẹ. Đúng. Học lấy anh ơi. Random này. Bino Etika. Có 5 người on cam thôi. Cả thằng Ben nữa, thì bẹ mà ghi hết vào. Ngồi, anh Ben đang ngồi, chắc chắn. Ghi vào. Thôi đèo chơi, kích con mẹ đây để tao đi mẹ. Kích con mẹ. Anh Quang. Cái Discord. Phải on cam cho bằng bè. Bạn hãy cái zip của tôi không? Sao mi luôn à? Ngồi to ba. Ngồi zip mô to đấy. Chủ tịch à? The fuck bro. Mày lìn to. Zippo đẹp gì vậy? Zippo không? Anh cởi mất tiếng ra nhìn mới đỉ anh bên à. Ôi. Đấy. Mình giống Trung Quốc lắm. Ôi. Mất tiếng anh nhìn. Nét thế chứ. Nét thì có chứ. Nét thiệt đó chứ. Còn anh Pino. Đây là anh Kiên. Alo anh Kiên rồi, anh Pino. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay luôn. Bài đấy. Thì hát bài thầy. Ôi, nhím ơi. Nhím đi trước. Rap luôn được. Nhím đi hát bài gì thầy? Một bình luôn đây, cảm ơn qua nhá. Ok nhím. Em đang buồn hay vui? Môi em cười nhưng đôi mặt của em tuôn rơi. Em đang buồn hay vui? Môi em cười nhưng đôi mắt của em tuôn rơi. Mascara em nghe xin đừng che giấu. Và nếu có thể anh cứ hãy để cho anh lau.
mọi thứ yên lặng kể từ ngày mà họ phải giấu. Giọt mưa trên mi xa vào từng vết thương ấy đau. Hay phết nhở. Dù là ở bất cứ nơi đâu. Ủa tôn thấp ấy. Vẫn như vậy, vẫn là người sẽ ở đây thôi. Đừng để nỗi buồn này cũng chỉ có mình em thấu. Cô nắp my phone, you will never feel alone. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Anh không muốn để về trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi. Nhìn anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Anh không muốn để em với những dòng lệ trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi. Nhìn anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy. Yeah, 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 yeah. Da, da, da. Calling to my phone no trip. Calling to my phone da. Yêu em nhưng mà em chưa đồng ý. Muốn trao những cái hôn da. Dáng thon thì ok em fashion khiến cho anh khoái hơn da. Và đêm nay là mưa to không về được nước rơi trên mái tôn da. You know what for me. Con tim em đưa anh xem thật là to. Give it to me, I give it to you. Đơn giản là nhận và cho. Từng bước một, từng bước một, từng bước một, từng bước một. Anh đã cho em quý con hà phong. In love, cho anh say mắt môi. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Đừng để nỗi buồn nằm mà kẹt lại ở trên mi. Nhiều lúc anh ngại, rồi em bảo là phải nhìn em đi. Nhìn em ôm anh, chưa bao giờ mà em nghĩ suy. Calling to my phone, yeah. Calling to my phone. Calling to my phone. Calling to my phone. Calling to my phone, yeah. Calling to my phone. Calling to my phone. Calling to my phone. Hurt, hurt, baby. Hurt, hurt, down. Hurt, hurt, baby. Hurt, hurt, down. Hurt, hurt, baby. Hurt, hurt, down. Hurt, hurt, baby. Baby, 2 a.m. in the morning. Đôi dòng suy nghĩ của em ra sao, you got me falling. Người nếp nấu chát thức phải quen you calling. Chỉ cần dòng tin nhắn đến đón em, I'm a bowling. Đừng để trái tim ta phải tàn, để nụ hồng lại héo đi. Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi. Cứ trao nhau môi ngọt, bao chuyện buồn nó xéo đi. Hãy khóc đi anh đây rồi, tay người đâu anh kéo đi. Điệu nhát lướt đi trên cung đàn, ngàn ánh sao muôn màu. Anh với em, màu đôi mắt em soi tâm hồn. Người thấy không, em không cần. Buồn mỗi đêm, em hãy cười, 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 cười lên đi. Xinh kia đừng, đừng nhìn giọt lệ trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi. Nhìn anh hôn em, chưa bao giờ mà anh nghĩ suy. Hurt, hurt, baby, that, that down. Hurt, hurt, baby, that, that down. Hurt, hurt, baby, that, that down. Baby. Anh gục ngã từ ngay cầu môn nên hay phải ra sân bằng ca. Khi em cười xinh tựa như bình minh làm anh phải ra cân bằng xa. Bao buồn vui mà em vội cất ở đâu vào khi ta chán chán. Trở đêm một hôm mà em buồn vỡ thì nó lại đi ra làm loạn. Anh lặng im và chỉ sợ em khóc ngay. Niềm vui là những bao vật em chôn thật sâu ở bên gốc cây. Em nói rằng anh đừng đi không phải nghe hùng chi lỡ em chót say. Thì tối nay bàn tay mình đan vào nhau ở trên tóc mây. Vây hoang mang vây câu lá man để nhẹ nhàng chạm đôi bên. Nhìn làm mây lang thang từ từ bay sang ngang mềm mịn ngọt môi em. Anh chẳng biết em buồn hay vui. Nhưng rồi một ngày mới nó vẫn đang chờ đây thôi. Để ta lặng lẽ chìm vào trong bóng đêm. Bài hát thường nghe tựa như cơn sóng êm. Những thứ mà em vẫn nên, nên, nên mất trong quên. Dồn hết vào trong màn đêm, đêm, đêm ta phóng lên. Baby, rớt rớt đau. Hay quá, hay quá, hay quá. Năm nốt vàng, năm nốt vàng. Tiếp theo, tiếp theo. Đi bạn mà trông tao nhan sắc thăng hạng vãi lột không? Nhìn em nhá. Trông tài tử đấy. Xong rổ rồi. Bino, Bino, NTK, Bivan, no, 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 no. Anh Kiên. Yes. Một bài nha. Rồi em bật qua nhạc nhá, xem mọi người nghe lấy cái xích này cho chạy hẳn thế mà. Cái bữa nào mua không mà được anh làm cái. Đó mình phải thay cái polo đeo xích cho nó lịch sự rồi nhỉ. Nghe nhạc không anh? Đây, đây, đây. Nghe tiếng nhạc không anh? Nghe 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 thứ khác bình thường nè. Dịch mẹ mày được chưa? Kính anh cũng phát sáng được độ, kính anh phát sáng rồi đây này. Cầm đi, mua những gì em thích. Thì mày sẽ đem phát sáng được nhờ. Đừng có. Ôi, kính hết pin rồi. Anh ơi,
Nói anh nghe đi, thế giới này đã làm tổn thương em nhiều như thế nào. Nói anh nghe đi, có những ngày nước mắt em rơi tay em lau lấy. Nếu cuộc đời này chỉ toàn là dối trá, anh mặc kệ tất cả mọi thứ ngoại trừ em. Nếu chặng đường dài này mình vấp ngã, điều tuyệt nhất là ta sẽ đứng dậy cùng nhau. Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy. Sâu lắng như này mình phải gọi mẹ một đĩa hoa quả ăn mới được. Nói anh nghe đi, thế giới này đã làm tổn thương em nhiều như thế nào. Thế nào? Có bị vừa qua nhà tôi lấy vest các bạn ạ. Bác cả lìn nó thấy bừa vãi không? Nước mắt em rơi tay em tự lâu lấy. Nếu cuộc đời này chỉ toàn là dối trá, anh mặc kệ tất cả mọi thứ ngoại trừ em. Nếu chặng đường dài này mình vấp ngã, điều tuyệt nhất là ta sẽ đứng dậy cùng nhau. Quá hay. Thổi kìa. Vậy đâu thấy thầy phải rap nốt chứ. Vậy nào? Thổi đó, đồ đó là do nà gì đấy, cái tứ đồ đó thầy. Ủa thầy có cái tuyệt vời quá, xong rồi, nghỉ anh em ơi. Nghỉ rồi, nghỉ kìa, hết rồi. Hết sâu. Vui rồi. Ai à, tuyệt vời rồi. Xong rồi. Hôm nay em có tầm gì không bói? Hôm nay em có tầm gì đúng không? Bây giờ làm đột kích này ơi. Việc rồi. Job. Job. Job.
lật lật nó lật lên hết rồi này. Nhờ thầy mặc áo đấy chắc toát hết mồ hôi nách nhờ. Hỏi cái gì hả? Bình thường mà lang lạnh hết sau buổi làm việc như thế này. Trời ơi, mới nhớ nhà, em thầy vào chơi nhưng mà nhà mới làm điều hòa lạnh sâu lắm. Đúng mặc rồi. Áo đúng rồi. Điều hòa mới có nhiều ga. Điều hòa mới chưa có bụi. Ok rồi. Mày xóa tao đi. Ô Pino. Ok. Thôi hết rồi. Đẹp dân trường. 6 người mà 3 người hát là đẹp rồi. Quay sắn như vậy. Nếu mà hát thêm nữa nó bị lố chương trình. Đúng rồi. Đẹp nữa hát like người ta. Được rồi, được rồi, được rồi. Em vào sắp vào tất cả bọn mày thì ở trên nhau, tất cả bọn mày thì có tên nhau, tất cả bọn mày thì lên nhau. Yeah yeah. Em vào sắp vào tất cả bọn mày thì có tên nhau, tất cả bọn mày thì ở trên nhau, tất cả bọn mày thì lên nhau. Ta đã không quan tâm đến bọn mày, ta vào ra công để giòn mày, ta vẫn sống như thế như mọi ngày, cho muốn thời gian để tròn dày, muốn like gì cũng có nhà còn đầy, phải cố thoát khỏi đây vùng buồn lầy. Nếu mày thích ta sẽ đi cùng mày, nhớ âm thanh em đang cố được vùng dày. Tưởng là thế nào, tưởng là hàng ngon, tưởng là thích mà hoàn ra toàn con, kéo xuống ghế nhạc thì mới rõ là cả nhon. Check lại profile thì biết thằng nào xoắn hơn. Chắc tay ơn về cảm thấy quá sướng. Dù có đúng bầu luôn, tôi cảm thấy khá muốn. Và giữ cái đầu lạnh với một đôi mắt mở to và tờ link tờ ro để làm con cá nướng. Và cần phải khiêm tốn. Không thì cái mồm sẽ bữa anh bịt khít. Vậy ta làm chuyện đứng nhảy thích nhịp beat. Không thì anh chỉ nghe một bản It's Lit. Lên studio làm việc cá làm tần suất. Nhắm mắt vào volume những khu phố sầm uất. Word on air ta vượt quá tầm chất. Mày sẽ biết đó là gì về mùa ngày gần nhất. Sau lưng tao thì cứng cỏi ghê. Thế mà trước mặt thì đã đứng thỏ thẻ. Khoe nhiều hậu em muốn chứng tỏ dè. Đôi chơi kệ mày nhà tao thì còn đứng bỏ mẹ. Mày thức dậy mỗi sáng sàm đến khuya. Đừng tao phải làm thế nọ hay là làm thế kia. Tao chơi flow uyển mà tao dùng vần khó. Mày lùi lại đi với mình cho cùng tần số. Nép vào sát vào tất cả bọn mày thì ở trên nhau. Tất cả bọn mày thì gọi tên nhau. Tất cả bọn mày thì lên nhau. Yeah yeah. Nép vào sát vào tất cả bọn mày thì gọi tên nhau. Tất cả bọn mày thì ở trên nhau. Tất cả bọn mày thì lên nhau. Ta đã không quan tâm để bỏ mày, ta vào công để dọn mày, ta vẫn sống như thế như mọi ngày, ta muốn thời gian trọn dày, muốn loại gì cũng có nhà còn đầy, phải cố thoát khỏi đây vô buồn lầy. Nếu mày thích ta sẽ đi cùng mày, như âm thanh đang cố được vùng dậy. Và ta đang rap mà như đang hát, đôi khi là oang oác mà đôi khi khiến mày tan nát. Cảm xúc này được ban phát, ta biết hôm nay phải làm táp. Mùng chúng mày cứ quang quác hỏi xem bao giờ mới được sang trang khác. Nên bọn mày mới bớt fuck đi, để không ân hận nên bọn mày khép mi. Biến mình fashion Bentley, đổi tên của tao thành Trappy. Based up the H-Town, mày vang tận SG. Phải công nhận tao là cục đàn ghét đi. Hater con này kia bestie. Ê, không tâm tâm được bọn mày, ta vào công dọn mày, ta vào sống như thế như mọi ngày. Chẳng muốn thời gian này trọn dày, muốn loại gì cũng có nhà còn đầy. Phải cố thoát khỏi đây vô buồn lầy. Mày thích ta sẽ đi cùng mày, nhầm thanh đang cô đi vùng dày. Ui bài nhanh quá anh Quang ạ. Đang tập và sao cho nó cho vài một tí. Ok chứ, nhận cái nóng của anh à. Bài khó vãi lên anh ạ. Rồi tập tí cho nó tròn vành ấy ạ. Còn phải rap bài này nó mới khó. Chương trình là đẹp á chứ. Vui rồi. Khó hai lần là đủ anh rồi. Anh em lấy cái mạ kính của anh này. Thôi rồi. Ok hả? Quay rồi mà. Quay rồi mà. Chưa. Chưa remove. Còn nhím hết rồi. Đó. Địt mẹ đang ngồi. Ui, bài vừa rồi khó lắm các mọi người ạ. Em đã phải luyện cho nó rõ lời cơ. Bài vừa rồi khó lắm, hơi nuốt lời thì anh em thông cảm. Mới nghe hôm qua mới có cái lịch kết thúc là đẹp nè. Đúng rồi, anh này khác là chốt hạ luôn. Hát nhạc ngày xưa thôi, để cho đi mà anh em ngủ mẹ hết luôn. Kìa, chơi nhạc tin chứ anh. Tin dòng cổ. Không, anh cho bà ơi, các bạn trẻ ơi cũng được. Ui, không chơi AI nhá. Có bà gì anh đánh guitar hay lắm anh Đội. Ok. Anh chơi kìa. Anh chơi kìa. Của em mờ. Tình yêu nào phải trò chơi. Wow. Là bài gì ta? Tuấn Hưng. Ui, bài nghe. Luyện rồi. Và rồi em đã khóc như chưa từng khóc bao giờ. Lệ tình hoen đôi mi khi tiễn đưa một người đi. Ngày xưa anh cũng thế, đưa tiễn một chiều đông. Giọt nước mắt đàn ông thấm sâu tận đáy lòng. Thương tình mình lắm
đong. Để rồi em đi mãi, anh duyên mang tròn khối sầu. Thầm nguyện cầu em sẽ yên nắm bên người dài lâu. Dù lòng nghe quặn đau, ai đoán trước được ngày sau. Hạnh phúc lẫn khổ đau khiến xui em trở về. Nào nề trông thấy nhau ngậm ngùi trong nỗi đau thương phùng. Chuyện cuộc đời như biển khơi, tình có lúc như trò chơi. Thì đừng khóc nữa người ơi, hãy chôn sâu cuộc tình buồn vào dĩ vãng. Khi lòng người đã đổi thay, trò chơi biến tan thành mây. Mơ chi giấc mơ sum vầy, khi đời mình đã không may. Hãy về đây, niềm dấu yêu ngày xưa vẫn chờ. Hay quá anh ơi. Không biết anh ơi. Già xiết quá anh ạ. Nắm bên người dài lâu, dù lòng nghe quặn đau, ai đoán trước được ngày sau. Hạnh phúc lẫn khổ đau khiến xui em trở về. Nào nề trông thấy nhau ngậm ngùi trong nỗi đau thương phùng. Ui say xe quá. Đâu rồi? Có mẹ nó lại còn mất chữ của tao nữa thề. Tưởng sốc quá. Ui, cảm giác như bọn em đang được đi một chuyến xe vậy anh ạ. Xài xe quá rồi. Về đồng quê. Những xe này bảo táp quá. Những xe này bảo táp quá. Lần sau chúng mày bắt tao hát là đi mẹ mà chỉ có nhạc như thế này thôi. Ôi tuyệt vời anh ơi. Hay luôn đấy chứ. Rồi xong rồi. Quay luôn bố ơi, nhanh. Một bài nữa luôn này. Anh đó. Bên nhá. Còn mà. Ủa nãy khi nào rồi? Anh bé đá đâu? Bé đá bao giờ? À, anh thì nghe nhạc rap nhưng mà chỉ thích hay nhạc buồn thôi. Được luôn anh ơi, đang buồn luôn. Thế nào? Anh xem mà. Mr. Sorry rồi. Anh hát bài cắm đi. Mr. Sorry. Làm đi hôn quang. Mất chị em ơi. Rồi. Ok, let's go. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Lòng hoang đau, nước mắt ướt nhòa. Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tạm quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Làm sao quên được hình bóng ấy,
Thời gian sau có thuê xa nhà, người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai. Để rồi khi đem cá về lòng anh náo nề, một mình anh nghĩ những chuyện về em, chẳng đời nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em. À, tuyệt vời. Địp mẹ nghe xong nhớ mối tình hồi mẫu giáo quá. Làm sao quên được hình bóng ấy, thời gian sau có thể xóa nhòa, người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ anh phải chấp nhận nhìn anh hạnh phúc ở bên ai. Vô là để rồi khi đem cá về lòng anh náo nề, một mình anh nghĩ những chuyện về em, chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, nhìn anh yêu vẫn chỉ là em. Uầy, hát căng hết dây chằng rồi nè. Nữa hả? Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, một mình anh nghĩ những chuyện về em, chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em. Dù sao anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, nhìn anh yêu vẫn chỉ là em. Ui, bài cao thế. Hát mà nóng quá, uống rượu à. Thở đi, thở đi anh ơi, thở đi. Bài chọn bài này là sai lầm đó chứ. Rồi hay rồi. Gì anh? Hát bài này cũng hơi tập gym 3 buổi nữa. À, bài chúc ngủ ngon đó này. We are you. Em anh đây rồi. Còn Khoa. Ok rồi, Khoa hát nốt bài đi xong rồi Khoa... kết thúc chương trình thôi. Ủa? Em xinh. Cái này chữ chạy được. Em xinh đẹp và lúng lính. Thế điều chẳng thể là ngang vang, những xe từ trăm ngang cho đời miên man. Cúc thơ vàng này tớ mình này muốn vang, cứ tương liệu còn phải là do nè. Lấp lánh như những vì sao, sáng bay trên trời cao, thấp thoáng có bóng hình ai, nụ cười tươi như nắng, dịu dàng và xinh xắn. Thức giấc về duy nhất tin còn là em, đôi môi kia đậm đà và tiếng nhớ vang. Mai mái tóc nhẹ buông trên vai, hương thơm như đang mơ với bông hoa. Bướm bay ong bay lượn quanh, yêu kiều ta bà mỹ miều. Cuối thứ hồng như ôi thật đáng yêu, dòng điều ngọt ngào để hơi ấm, hỡi cô gái trong mơ ôi nàng thơ. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, vô tư ngân nga múa ca ơi anh bình minh. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, không gian hóa thành bước chân mỗi khi có em. Đẹp đẹp sao chi tâm cái tư cái nết người. Ý à, ý à, à, ý à.
nghiêng trắng e thính hoa như nghiêng nước nghiêng thành. Do lo sao mày lao đao mỗi khi em cười, mộc mạc nhưng thật dễ chịu, thiên sắc tinh của đất trời, châu báu trắng quý bằng em, ngọc ngà sao mà say. Đôi mây kia đồng đặc về tiên nhiên hoang mai, mái tóc nhẹ buông trên vai, hương hương thêm về dàn đồng đã bay hoa, bướm vai ống bay lượt quanh. Yêu kiều và thầm mỹ miều, vui tư hồng nhiên ôi thật đáng yêu. Dòng điệu ngọt ngàn và đầy hơi ấm, hơi cô gái trong mơ ôi nàng thơ. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, vô tư, ngân nga, múa ca dưới ánh bình minh. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, không gian hóa thành bước tranh mỗi khi có em. Đấy, yeah, yeah. Ôi, ôi. Sinh luôn, đúng rồi. Bước 1. Mày đúng mày là gì? Cắm hoa lại rồi. Chương trình đến đây là hợp lý rồi này. Hợp lý rồi đấy. Hợp lý rồi đấy. Không được. Hết tôi đéo nữa. Còn Quang nữa. Anh thì ngày rồi được. Không, bạn. Ôi, nghe nhạc chưa? Nói bồn ba thì cứ đưa đi ra. Ờ, bạn lên Hà Nội bồn ba. Tí tí nữa nhá. Có tao bạn lên Hà Nội bồn ba hai hôm đã cưỡi SH đéo ở đâu ra. Nó muốn nghe tao thả mấy câu ca, nó muốn nghe tao rót mấy con flow ra. Hay rủ tao đi hò dô ta, tao chỉ tới uống Coca-Cola. Không thể cho nó về phòng thu được nữa, vì lần trước nó đã nôn ra sofa. Tao chỉ kiếm đô la đầu tư vào thời trang, được thời gian còn thơ ca. Nhắc tên một tao mãi trông mày hâm vãi, trông mày xuyễn đơ ra. Bọn tao khác mày muốn tao đáp lại, và cả liều thôi đừng có mơ nhà. Hate me for love me later, chúng mày quên tao em anh bầu. Nói cho mày hiểu nôm na là tao chỉ muốn kiếm được nhiều hơn hôm qua. Tao chỉ làm mọi thứ đơn giản mà có vẻ như chúng mày cứ thích hiểu nó sâu xa. Có hôm phiêu nhạc, có hôm phiêu bạt, có hôm chỉ ở nhà tập yoga. Quen được một em hát hay xinh gái lại nhảy đẹp như là Doja. Mấy thằng ốc ếch nhìn chúng mày ngốc nghếch, đầu chúng mày rụng tuếch. Ta đã ở dưới những quái vật hồi lúc nét, nghe chúng mày bốc phét. Cũng muốn dạy cho mấy thằng nhóc cách, nhưng mà không có thời gian ngồi bóc tách. Là vì ở dưới chân tao róc rách, sụp mấy con chuột trở lại với ngóc ngách. Sỏ giày và ra sân, có thể úp mu hoặc là cứa má ngoài. Tao không tin những lời hứa quá dài, không làm việc mày mới đưa phá bài. Tao không fit bước qua mày. Đừng hỏi tại sao nhà tao chứa đá này, chán dỗ tao bướng qua đường bên và nướng cá cho mày hiểu về lối đá này. Tao chỉ kiếm đô la đầu tư vào thời trang, để thời gian còn thơ ca. Nhắc tên mà tao mãi trông mày hâm vãi, trông mày xuyên đơ ra. Bọn tao khóc mày muốn tao đáp lại, và cả liều thôi đừng có mơ nha. Hate me first love me later, chúng mày quên tao em anh bầu à. Nói cho mày hiểu nôm na là tao chỉ muốn kiếm được nhiều hơn hôm qua. Tao chỉ làm mọi thứ đơn giản mà có vẻ như chúng mày cứ thích hiểu nó sâu xa. Có hôm thì phiêu nhạc, có hôm phiêu bạt, có hôm chỉ ở nhà tập yoga. Quen được một em hát hay xinh gái lại nhảy đẹp như là Doja. Anh bầu. Năng lượng tích cực như cái cắt đổ xăng, nó gọi là chan bình. Nó với nhạc rap hay hay FIFA phải lập luận khi đến tao trên màn hình. Tao tới là nhạc sập sình, tán gái như được lập trình. Trên nhạc anh ở trên truyền hình, làm anti fan rối loạn tiền đình. Hey, mấy thằng nhóc còn nít nôi, chém chém do ít thôi. Nhạc mày rớt giá như là Bitcoin, ất ơ mới fit thôi. Fan trên Rolly hay là Rich Chamberly, đồng nghiệp bảo tao là biết chơi. Đóng full Dior và LV Store, kim cương trên cổ họ thường tuyết rơi. Học thuộc bài này lên truyền hình đi thi, các cụ sẽ cho mày điểm 10. Thì thằng em tớ đứng trên sân khấu mặc speaker và tủm tỉm cười. Các sân bay có máy chiếu hải quan đứng lại để họ kiểm người. Người khôn ăn nói nửa vời, nên khi người anh nói một phải hiểu 10. Vì tao chỉ cần đô la đầu tư vào thời trang, để thời gian còn thơ ca. Mắt tao hơi thơm người lại toàn đá, hỏi gì tao cũng chỉ ngơ ra. Bọn tao khắc mày muốn tao đáp lại, và cả liều thôi đừng có mơ nha. Hate me for love later, chúng mày quên mất ai là anh đâu. Nói cho mày hiểu nôm na là tao chỉ muốn kiếm được nhiều hơn hôm qua. Tao chỉ làm mọi thứ đơn giản mà có vẻ như chúng mày cứ thích hiểu nó sâu xa. Có hôm phiêu nhạc, có hôm phiêu bạc, có hôm chỉ ở nhà tập yoga. Quen được một em hát hay xinh gái lại nhảy đẹp như là đâu cha. Nói để mày hiểu nôm na là chỉ muốn kiếm được nhiều hơn hôm qua. Ok. Tết vô ven, tết vô ven. Ok. Anh Quang. Quang cái mũ cho anh Quang đi, Quang cái mũ cho anh Quang ơi. Cảm thấy nhiễm giống như ăn quả flat đó nhỉ.
chén của em mặc đeo kính dâm này. Đáng chọn mẹ rồi, chọn mẹ đây, đây thì bình thường rồi. Rồi giống tôi ăn quả flat vậy liền. Vâng, vì đó là beautiful đây. Tuyệt vời quá, cảm ơn các vị khách mời và ca sĩ. Cảm ơn các vị bình đại hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi, ta đến quãng thời gian đẹp nhất trong ngày rồi. Thời gian đi à? Thôi, tuyệt vời quá. Thôi, hết show rồi. Kết sao? Tức sâu rồi. Ôi, giải tán đây đi, để chào anh em, bye bye. Ok, sếp ơi. Ok, anh. Bye bye. Bye bye, sếp ơi. Anh đổ ghim bay béo nhá. Đừng đi. Anh đừng kể. Cái lồn gì đấy. Cái lồn mà. Mẹ, mày bêm đê nó vừa vừa thôi. Đổ ghim bay béo.